hiểu những nội dung khác của thủ đô. Các con có muốn biết đó là gì không? Có. Vậy chúng mình hãy cùng hướng mắt lên màn hình. Trên màn hình của cô có một bông hoa 6 cánh. Mỗi cánh hoa sẽ chứa một hình ảnh. Cô sẽ nổi lần lượt từng cánh hoa và các con sẽ đoán tên của hình ảnh đó. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Rồi ạ. Chúng mình cùng đến với cánh hoa đầu tiên nhé. Đây là hình ảnh gì? Khánh Linh, bác đọc cô, đây là một bát phở ạ. Rồi, đây chính là một bát phở rất ngon đấy. Tiếp theo sẽ là gì? Hoàng Anh nào? Con thưa cô, đây là một ngôi nhà cổ ạ. À đúng rồi, đây là một ngôi nhà cổ được lợp ngói đấy các con ạ. Số 3 này. Đây là ai? Wow! Bác Hồ! Đúng rồi, đây chính là Bác Hồ, chú cưng kính yêu của chúng mình đấy. Chúng mình sẽ cùng đến với cánh hoa tiếp theo nhé. Nào, cho con biết. Con ăn hạt, con đô cô, đây là hình ảnh lễ hội chùa Hương ạ. Đúng rồi, đây chính là lễ hội chùa Hương. Chúng mình cùng đến với cánh hoa tiếp theo.
về các món ăn của Hà Nội và tìm hiểu về nhà ở và nhóm con đã hoàn thành ạ. Con thưa cô, dự án của nhóm con là tìm hiểu về trang phục và phong tục tập quán của Hà Nội, nhóm con đã hoàn thành ạ. Con thưa cô, nhóm con được giao dự án tìm hiểu về các lễ hội ở Hà Nội và tìm hiểu về danh nhân ở Hà Nội và nhóm con đã hoàn thành. Ok, chúng mình đều có tinh thần chuẩn bị vào rồi. Bây giờ trước khi đến với phần báo cáo dự án của các nhóm, cô sẽ cho chúng mình thời gian 2 phút để chuẩn bị đi. Thời gian bắt đầu. Món giò chả. Nguyên liệu là giò có thể là thịt lợn hoặc thịt bò. Còn chả được làm từ thịt lợn. Còn rất nhiều nơi biết làm giò chả, nhưng giò chả Ước Lễ ở Thanh Oai là ngon tuyệt. Mình mời bạn tiếp theo. Mời bạn tiếp theo trong nhóm mình.
xin giới thiệu với các bạn món chả cá và xúc xích. Đều là hai món mình thích ăn. Cuối cùng mình với bạn Trắng. Kính thưa cô giáo, thưa các bạn, ẩm thực chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sức thu hút mạnh mẽ cho văn hóa của người Hà Nội. Những món ăn của người Hà Nội đặc biệt đều có những hương vị truyền thống và được chế biến rất cầu kỳ. Các bạn trong nhóm mình đã giới thiệu rất nhiều những món ăn ở Hà Nội rồi. Mình xin bổ sung thêm món kem Tràng Tiền mà ai cũng thích. Và đang mùa thu, mùa cốm nên nhóm mình thống nhất sẽ giới thiệu đến cô giáo và các bạn món cốm làng Vòng. Hôm nay mình có nhờ bố mẹ mình mua một ít cốm đến lớp để mời cô giáo và các bạn. Mình nhờ ba bạn trong nhóm mình mang cốm mời cô giáo và các bạn nào. Cốm là được mang từ đồng về, phải cốt để cho những hạt thóc rơi ra với lá cốm trong nồi rang, rang úa sao cho vừa lửa. Hạt cốm chín tới, không giòn mà chắc vỏ, phải không đoạn khó nhất trong nghề làm cốm. Làm cốm bằng loại cối riêng, nhịp chảy nhẹ nhẹ, nhà đều đều và khoan thai, như vậy cốm mới mịn và dẻo. Khi xem xong video về quy trình làm cốm thì các bạn có điều gì muốn hỏi không? Mình mời bạn gì ạ? Câu hỏi của bạn rất thú vị. Bạn ạ, có rất nhiều địa phương cũng làm cốm. Tuy nhiên, cốm làng Vòng sẽ có những nét đặc trưng riêng biệt không thể lẫn được. Mời bạn ngồi xuống. Còn bạn nào có ý kiến khác nữa không? Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì phần trình bày của nhóm tôi đến đây là hết. Ông mời cô tiếp tục bài giảng ạ. Phần chia sẻ rất là hay đúng không? Xin thưởng cho bạn một tràng vỗ tay nào. Cô thấy nhóm một rất là xứng đáng nhận được một vinh hoa thi đua của cô đấy. Cảm ơn con mời con nhìn chỗ. Vừa rồi các con được lắng nghe nhóm một báo cáo dự án về lĩnh vực ẩm thực. Rất là nhiều các món ăn của Hà Nội. Vậy ngoài những món ăn mà nhóm 1 vừa kể ra, các con còn biết món ăn nào nổi tiếng của Hà Nội nữa không? Ăn nóng lên nào. Con thưa cô, mẹ con ở nhà
bán gồm những nguyên liệu nào nhỉ? Con thưa cô, món em là có nguyên liệu là thịt, trứng, bánh đa nem, yến, mộc nhĩ, nấm hương ạ. À, đúng rồi đấy, rất giỏi. Thế lớp mình đã bạn nào biết làm món em rán chưa? Giơ tay cô xem nào. À, rất nhiều bạn biết làm món em rán. Thế cô hỏi Lâm Phúc, con làm em rán như thế nào? Con thưa cô, con bánh nhĩ. Đồng thời giáo dục lòng yêu nước,
truyền thống vũ võ, ý chí quật cường và lòng khát khao độc lập tự do của dân tộc. Khai hội bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tuần tháng 3 âm lịch. Mùa du lịch lễ hội, chùa Hương thu hút hàng ngàn Phật tử, du khách các bốn phương về trải hội với hành trình về với miền đất Phật để lễ Phật, cầu nguyện, thắp nén hương, thả hồn vào thiên nhiên nơi đất Phật linh thiêng. Trước ngày mở hội một ngày, tất cả các đền chùa, đền miếu đều khói hương nghi ngút, không khí lễ hội bao trùm cả đảo Hương Sơn. Phần lễ là thể hiện sự tín ngưỡng của một tổng thể tôn giáo ở Việt Nam, sùng bái tự nhiên của mỗi Phật tử, du khách về đạo, về Phật, về nho. Chảy của chùa Hương đắm sâu vào mây ngàn cỏ bụi, hòa vào không khí lễ rước thần từ đền gia đình. Cơ trống rộn vang, dàn nhạc bát âm kế theo, trai thanh cái lịch phù kiệu, ông già bà cả thành tâm tiễn thần. Tà áo thân thương, sắc màu đất nước quê hương chúng mình, là đời đất
thuận để sinh, đồng bài trước gió về bình chứa trang. Sau đây là phần trình diễn trang phục của nhóm chúng tôi. Bạn Tiệp với trang phục áo lắp tâm. Bạn Tiệp với trang phục áo lắp tâm, màu sắc sặc sỡ, thường lọc vào những ngày lễ hội truyền thống. Quần tây dành cho nam giới,
thì người Hà Nội cũng đã sáng tạo ra muôn vàn những mốt quần áo phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân và cũng chịu ảnh hưởng của thời trang quốc tế đất. Và hôm nay thì cô cũng mặc một chiếc áo dài truyền thống. Chiếc áo dài này được có chất liệu bằng lụa và cô cũng thường mặc áo dài vào những ngày lễ và những ngày lên lớp nữa đấy. Vừa rồi thì các con đã được tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của Hà Nội. Vậy ở huyện Thanh Oai hay ở thị trấn Kim Bài của chúng mình có những nét văn hóa tiêu biểu nào? Các con hãy cùng chia sẻ cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe nhé. Bạn nào biết? À, Nhật Mai nào? Con thương cô, mẹ con hay mua giò chả ướp lễ vì nó rất thơm ngon à. Đúng rồi, giò chả ướp lễ nào. Có gì nữa không? Không phải không? Thank you.
bơi ở dưới hồ này, trên cây những loại trái cây, còn những đám mây đang bay trên bầu trời. Và cô cũng rất là muốn biết các con đã thích những gì ở đây. Cô mời chúng mình cùng lên chia sẻ trước lớp nhé. Bạn nào xung phong? Mai nào? Trình bày rất hay, chúng mình thưởng các bạn một tràng vỗ tay nào.
chia sẻ cho nhau vào những giờ chi bài. Các con có đồng ý như vậy không? Có ạ. Cảm ơn các con. Các con ạ, các món ăn, lễ hội và trang phục này đã góp phần làm nên văn hóa truyền thống của Hà Nội đấy. Vậy để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, chúng mình cần làm gì? Linh An, con cô khi đi lễ hội không phải ăn mặc lịch sự, thái độ trang nghiêm ạ. À đúng rồi đấy, ok cơ. Thế theo Hà Vi, con cô khi đi học hay đi đâu con phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, có năng lễ phép ạ. À, rất giỏi. Còn gì nữa không? Tiết 2 của bài nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là hết. Thay mặt các em học sinh.